cho em váy và thận vào đồ của em nhá. Tôi cho em cái váy váy áo bông cho em cả. Tú vứt lên đầu lên đây cho em. Đâu? Đổ lên đây cho em. Lấy cái này càng vứt ra đây. Hello, cái gì đây? Lúc đó ta. Em ngáp, mọi người có ngáp theo không? Trời ơi, dạo này mọi người nên nghĩ là em nên để tóc dài, nên để tóc ngắn thì đẹp nhỉ? Thực ra là hàng cũng nhiều lắm rồi, nhưng mà lít cho mọi người túi hàng cho mọi người ngất luôn. Hello mọi người, lít cho mọi người một xíu nữa thôi. Một xíu thôi rồi em dừng lít nhé, bởi vì thực ra là hàng nhiều lắm. Ô, cái này còn sót này. Cái này còn sót cho em này. Mã này vest còn sót này. Còn sót một chiếc vest cho em này, nhanh tay thì còn này. Trời ơi, vest đẹp quá. Nhìn đi nhìn lại vẫn thấy cái vest này đẹp. Vest này cực kỳ siêu phẩm luôn đấy mọi người. Còn ừ đấy. Có một chị mà lúc đầu tưởng không chốt đi. Không, anh chốt livestream lên. Đẹp lắm mọi người ơi, có bị mạng bị chậm không? Đây, em mặc vest cho các chế xem. Siêu phẩm luôn, trời ơi. Ồ, chị Nguyễn Phương em đây á chế. Siêu của siêu phẩm luôn này. Cái vest này mọi người nhỏ nhỏ xinh xinh mặc cho em cực kỳ đẹp này. Vest này nhà em thì quá là xuất sắc rồi. Khỏi phải nói thêm câu gì nữa. Cực kỳ phê luôn. Nhưng mà mãi mới lên được à chị Thư Tôn, mạng nhà em nó có vấn đề ấy. Vest đẹp chưa? Thực sự là cái vest này rất đẹp luôn. Ok. Thanh Huyền Nguyễn nhá. Tiếp chân váy đi em. Ok này, cái chân váy này còn sót 2 chiếc luôn. Đây hôm nay sẽ sale cho mọi người cực kỳ, bởi vì là 30 phút cho em thì xả một ít đồ cho em. Nên là cực kỳ nhiều má xinh cho em nhá. Nhiều má xinh lắm các chế ơi. Nhanh tay chia sẻ lên cho em, vest này còn sót một chiếc này. Ai chốt vest thì nhanh tay chốt vest cho em, chứ không tí nữa cũng không còn vest đâu. Vest quá xinh luôn. Vest này mọi người ai nhanh tay, bởi vest này mọi người tầm khoảng chỉ 548 cân mặc đẹp cho em vest nhá. Vest này. Ok, chị váy 3152 cân chị Thanh Huyền Nguyễn. Ok, để chị Thanh Huyền Nguyễn một mã này. Đây là Thanh Huyền Nguyễn này. Ok, để chị size L này. Mã này 29.000 cho em nhá. Lê Phương vest này. Ok, Lê Phương vest hết luôn này. Mã này chị Thanh Huyền Nguyễn cho em này. Ai mà xem cái vest của em thì biết này. Ok này. Mã này chốt cho em là chốt cho chị Lê Phương này. Vest đẹp lắm, vest này thì khỏi phải quảng cáo. Còn sót 1-2 chiếc thôi vest này. Mà 32 Lê Phương cho em lại lên thêm một mã nữa đầu livestream cho em. Coi như là bởi vì là hai livestream cho em đóng hàng chắc tầm khoảng độ phải 1-2 hôm em mới livestream được, bởi vì lần này là hàng về nhiều. Ừ, vest này chốt cho Lê Phương cho em hay là Nhữ Thư đủ đơn đi. Cho Nhữ Thư đủ đơn cho em đi Nhữ Thư ơi. 95.000 cho em này, thì đứa em còn em để cho chị Lê Phương nhá. Lên cho em một cái áo này đi ạ. Con này con dáng suông cho em. Nhưng mà bán một đầu livestream chất rất là đẹp. Cái nỉ dáng váy này gần như là Nhữ Thư đi xuống lại Nhữ Thư cho em này đây. Lên mạng để một cái này, cái nỉ dáng váy cho em này. Một vừa bán vừa tặng cho em luôn. Đây bán cái này trước cho em này. Áo phục bông cho em này. Áo phục bông này một mã lên vừa bán vừa tặng cho em. Mã phục bông cho em này rất đẹp luôn. Ba cục bông cho em mọi người nhá. Cái mã này có 3 cái bông này, em thấy rất là xinh nhá. Mã này có 3 cái bông cho em này, thực sự là cái kiểu của nó rất là đẹp, chia sẻ lên cho em. Em thực sự là khẩn khoản mọi người là mọi người đã vào livestream của em để mọi chia sẻ lên cho em, bởi vì em bán rất là rẻ luôn. Em đã bảo là cái tuần này là chỉ là cái tuần lễ để em bán gọi là chiên các chế thôi, chứ không là lãi gì, gần như là toàn bộ là hàng đẹp hết. Toàn bộ là hàng đẹp hết nên mọi người chia sẻ, nhìn em thật nhìn livestream của người ta mấy nghìn chia sẻ mà em thèm, em không cần mọi người chia sẻ nhiều cho em. Mỗi người chỉ chia sẻ một lượt cho em, hơn 100 lượt xem, 200 lượt xem, mọi người chỉ chia sẻ 5 lượt cho em thôi. Mã này cũng vừa bán vừa tặng cho em này, chất rất đẹp. Cái cục bông này cho em nhá mọi người này. Cái bông này mọi người có thể tháo ra này, bởi vì nó có ghế này. Thực ra là bông này em thấy rất xinh, mọi người tháo bông ra được nhá, chứ nó không phải là bông ở đây luôn này. Tháo bông cho em này. Đó mọi người không ạ? Tháo bông cho em được nhá, nó có cái viền cài này, mặc ok luôn cho em này. Mã này chốt cho em là 29.000, mở đầu livestream cho em chắc rất đẹp. Mỗi người chỉ việc chia sẻ 5 lần lên cho em, hơn 100 lượt xem, em còn 500 chia sẻ rồi đấy. Các chị thương em chia sẻ lên cho em, tăng tương tác với em, bởi vì một tuần cái gì nhỉ? Bây giờ mạng của em chưa đổi được mọi người nhá. 29.000 cho em mã này, mã 34 cho em này. 34 cho em áo nỉ rất là xinh này, 34 cho em có cục bông này. 34 cho em 29.000 thôi, có đúng bộ 3 chiếc này. 24 cho em này, và 34 cho em chứ, 34 cho em này, bông rất xinh nhá, 29.000 cho em này, 34 chốt cho em này, Khánh Vi có hàng này, 34 Khánh Vi có hàng, 34 cho em này, 34 cho em này, 29.000 này, áo rất xinh luôn, mình bị khóa chia sẻ rồi Út Nguyễn, mọi người nếu mà ai chia sẻ được cho em này, 34 chắc chắn mua hàng, hãy chốt cho em có tình yêu nhá, 34 chốt cho em này, ai, Thúy Dung này, mã này xinh lắm luôn, hình có con này cực kỳ xinh luôn đấy, 34 chốt cho em, Sanji có hàng này. Sanji cho em 34 này, 29.000 thôi, đẹp lắm. 34 Gabi hết cho em này, mã này xinh cực kỳ luôn đấy, có cục bông rất yêu nhá. 24 cho em Gabi hết hàng cho em. 34 cho em hết cho em này, nhớ mọi người chia sẻ nhiệt tình cho em nhá. 34 cho em này, 29.000 cho em này, Gabi này. Đâu. Như anh ơi, em bị sốt ruột kinh khủng luôn đấy, ăn xoài xong kiểu lúc đói ấy. Ai bảo? Sốt
ruột dã man luôn. Mọi người thấy bụng em dạo này nhỏ hơn không? Đó, bụng em dạo này rất nhỏ. Ok này. Hôm qua chia sẻ cho bà eo ơi Phạm Thúy Anh. Khổ thân mọi người, lên cho em một mã nữa. Mã này cũng vừa bán vừa tặng cho em luôn. Em đang đi đau bụng quá này các chế. Mã này là size form dáng rộng cho em nhá. Cũng vừa bán vừa tặng cho em một cái áo nỉ này. Áo nỉ dưới pha và váy cho em riêng nỉ này là của em, là nỉ Quảng Châu này, rất đẹp. Mọi người nhìn cái mác của nó đẹp rồi. Chất cực kỳ phê luôn. Mỗi chị chỉ phải chia sẻ 5 lần cho em. Mã này cũng vừa bán vừa tặng cho em. Cực kỳ đẹp nhá. Mã này nếu ai không thích mọi người bỏ ra ngoài quán này, mọi người bỏ cái gen cho em đi. Ok này. Đó. Tự bỏ cũng được nhá, bởi vì nó chỉ là chỉ thôi. Cái này mọi người riêng cái áo nỉ này bình thường nó bán 80.000 rồi. Riêng áo nỉ để ai mà không thích cái chân váy dưới bỏ cho em thoải mái luôn. Đây áo nỉ để chất rất đẹp mà form dáng rộng cho em. Nỉ này là nỉ mỏng nhưng mọi người mặc bên trong cho em quần dạ cực kỳ phê luôn. Nỉ để bán cho em cũng vừa bán nó tặng cho em 32.000. Quá rẻ luôn em thật mọi người luôn này. Mọi người phải chia sẻ lên cho em, mỗi người chia sẻ 5 lượt cho em lên. Bởi vì nỉ này em nói thật mọi người, riêng nỉ Quảng Châu cho em còn đúng 4-5 chiếc cho bán cho em bao nhiêu tiền đấy ạ? 30.000 đấy ạ, 32.000 eo lỗ luôn mã nỉ này. Nỉ này bình thường nó là 80.000 rồi. Chưa bao giờ có nỉ là bán 32.000 cho em cả. Mã 35 cho em 32.000 này. Form dáng rộng cho em 35 Vũ Châu Lê có hàng này. Rất là đẹp luôn này, 35 này, Vũ Châu Lê cho em có hàng này. 35 cho em này. Vũ Châu Lê này, form dáng rộng cho em nha, Vũ Châu Lê cho em này. Là bao nhiêu? 32.000 này. Ok này, 35 chị Thanh Thiên cho em này. Thanh Thiên cho em này. Thanh Thiên cho em này. 32.000 này. 35 cho em mọi người, mã 35 cho em Thanh Thiên này, 35 Thúy Dung này. Hàng chất đẹp luôn, nỉ Quảng Châu cho em nhá. Thúy Dung cho em này. 32.000 này, cực kỳ đẹp luôn này. Form dáng rộng em thật mọi người, riêng nỉ nhà em mà đảm bảo có chế mua không bao giờ được có cái giá 32.000 luôn. 32.000 cho em này. 32 chốt cho em, còn đúng 2 chiếc nữa này. À 35 chứ, eo ơi chế tại sao? 35 cho em, chất hàng Quảng Châu nhá chứ không phải là hàng vớ vẩn luôn ạ. 35 cho em, nhanh tay còn đúng 2 chiếc nữa cho em. Tinh xuất sắc luôn. 35 cho em 32.000 thôi, mọi người có thể bỏ cái váy nỉ dưới nhá. Riêng một cái áo nỉ bình thường nó bán 80.000 rồi. Không ai bán cho mọi người một cái giá là bao nhiêu nhỉ? Trời ơi, có 30.000 thôi. Mini Nguyễn cho em này, 32.000 này. Còn một chiếc cuối cùng nữa em hết. Thực sự là 35 chốt cho em chị Hồng Nguyễn này. Form dáng rộng giúp em có tình yêu nha. 35 chị Hồng Nguyễn cho em này. Áo nỉ nhá. Đẹp lắm mọi người ơi, 32.000 thôi, hết cho em. Chân váy này em còn 2 chiếc mọi người nhá. Chân váy này còn 2 chiếc cho em này. 1M 1L cho em này, 1M và 1L cho em. À 2M cho em nhá. Chân váy này 36 cho em này, cũng bán cho em 29.000 luôn. Chân váy này khách mà thích á. Nhớ là mỗi chị chỉ việc, đây là 140-150 lượt xem, mỗi người chỉ việc chia sẻ 5 lần cho em thôi là em đã có 400-500 lượt chia sẻ rồi. Nhớ là mọi người phải chia sẻ lên cho em, tăng tương tác thì mới có mua được cái giá này. Chứ còn á không chia sẻ á thì đây mã này chốt cho em này, chân váy 29k này, chân váy mặc rất là xinh nhá. 29k cho em, vừa bán vừa tặng luôn. 36 cho em này. 36 cho em này, vừa bán vừa tặng cho em luôn. 36 chốt cho em này, 29.000, 47-48 cân bạc ok cho em nhá. 36 chốt cho em, 36 chốt cho em này, 29.000 luôn này. 36 chốt cho em này, 29k cho em, chân váy cực kỳ xinh luôn, hàng Quảng Châu cho em này. Nguyễn gì đây ạ? 36 này, 36 chốt cho em này. Không nhìn rõ không em, 36 chốt cho em, cực kỳ đẹp luôn, có 29.000 một cái chân váy này thôi. Ok chị Phạm Thúy Anh nhá, 29.000 cho em, phê luôn này. 36 chị Vân Nguyễn cho em này. À đâu? 35 à, 36 cho em. Luyến Bùi Thị hello, Luyến Bùi Thị lâu lắm mới gặp chị Luyến Bùi Thị nha. 36 Hiếu Lê Vít cho em này. Hiếu Lê Vít cho em này, 36 chốt cho em nữa một người nữa, nhanh tay thì còn cho em. Các chế nhanh tay lên cho em, bởi vì là em xả là xả 36 chị Dương Nguyên này. Mở hết rồi tình yêu ơi, 36 Vũ Thị Sang cho em. 50 cân là vừa đấy, mở ok. Vũ Thị Sang cho em này, hết cho em mã này. Xinh lắm luôn, còn một cái mã áo này nó cũng xả luôn cho em này. Áo này xả thực sự là xả giá dập sập sàn đó chế luôn. Màu này quá đẹp luôn này. Màu này quá đẹp luôn. Trọng Trần ơi anh xả, anh trọng em thằng chó kia cả. Đây. Nhớ là mỗi chị chia sẻ 5-7 lượt cho em để được mua một cái giá quá yêu luôn. Riêng cái chất này em nói thật mọi người luôn, bán rất len này. Mã này mọi người mặc á, thực sự di lê á, ngoài mọi người mua ở ngoài toàn 300-400 nghìn thôi. Nhà em bán cho mọi người một cái giá quá đẹp luôn. Đây màu xám cho em này. Chốt cho em di lê này thì màu cực kỳ tây rồi. Em hôm nay là em không mang sơ mi để mặc, chứ còn sơ mi này mà chốt với sơ à cái mã này di lê mọi người mặc với sơ mi trắng bên trong cho em cổ thì cực kỳ xinh luôn. 37 cho em này. Riêng cái mã này mọi người mua thoải mái luôn. Ở đây nó có một cái mọi người nhìn em này, chất rất là đẹp này. Sơ mi cho em, cái di lê cho em màu này, form co giãn gần như chị nào cũng mặc được cho em. Mã này bán đúng là 40.000 cho em. Nó thực sự là chưa hôm nào em bán rẻ như hôm nay. Bán để lấy chữ tương tác thôi, chứ mã này nhập cũng rất là đắt. Mọi người nhìn của em này, chất rất đẹp này, màu xám cho em nhá. Cực kỳ đẹp luôn, nhìn của em này, phê cực kỳ luôn. Mã 37 cho em đây ạ. 37 cho em này, 40.000 cho em này. 40.000 cho em thôi. Chia sẻ nhanh tay giúp em có chế nhá. Nhớ em là chỉ chốt ok chị Nhung ba cái này. 37 cho em màu xám rất đẹp này. À 37 chị Nhung cho em này. Đẹp lắm luôn mọi người ơi, có 40.000 thôi ạ. 37 chốt cho em này. 37 40.000 này. Chị Nhung cho em này.
chưa hôm nào bán rẻ như hôm nay nên các chế chia sẻ mạnh tay lên cho em. Các chế chia sẻ mạnh tay là 37 chốt cho em này. Ngọc lùn có hàng này. Ngọc lùn cho em này, 40.000 này. Nhanh tay lên cho em nhá. Có 40.000 một chiếc thôi, 37 chốt cho em này. 40.000 quá rẻ, rẻ như cho chế luôn. Kính cận Nguyễn. Ok, 37 kính cận Nguyễn cho em này. Kính cận Nguyễn lấy sự tương tác của các chế thôi. Nên mọi người là chia sẻ lên cho em 37 hoàng tươi hai cái này. 40.000 trời ơi. Hoàng tươi cho em này. 40.000 ok này. 37 hoàng tươi này. Nhớ là chia sẻ lên giúp em nhá. 40.000 cho em này. 37 thu minh cho em này. 40.000 này ok này. 37 đi su ca vũ này. Ok 40.000 cho em này. 37 tiếp chốt cho em này. 37 chị Phương nghiêm hai cái hết cho em luôn này. 37 Phương nghiêm hai cái hết sạch cho em này. Đẹp xuất sắc luôn này. 37 Phương nghiêm hai cái cho em. Mã này hai chiếc cũng đi nhá mọi người. 37 Phương nghiêm hai cái hết cho em luôn. Anh lên cho em cọc 37 chị Phương nghiêm cho em hai cái là hết này. Phương nghiêm cho em này. Là bao nhiêu nhỉ? 80.000 này. 337 cho em này. Hết cho em mã này, chắc chắn mua hàng hãy chốt cho em. Các chế lên cho em một mã nỉ nữa này. Áo đỏ nỉ còn một chiếc cho em này, sale cho em luôn này. Áo đỏ nỉ cũng còn một chiếc cho em này, vừa bán vừa tặng các chế luôn. Đây, đỏ nỉ cho em bên trong lót nhé. Đỏ nỉ này form rất đẹp này. Cái mã này mặc lên cực kỳ khỏe khoắn luôn các chế. Còn một chiếc nữa xả nốt cho em luôn này, 58.000 luôn. Cái này là trong lô đắt của em. Vũ Thị Sang inbox lại địa chỉ cho em luôn. Vũ Thị Sang ơi, inbox cho em nhá. Đó, 38 cho em, chị nào mặc cũng xinh này. Mã này mặc cực kỳ khỏe khoắn luôn, nỉ cho em nhá, nỉ mỏng luôn nhưng mà mặc rất rất là đẹp luôn. Cực kỳ khỏe khoắn cho em luôn, 58.000 này chẳng ai bán cái mã này 58.000 đâu các chế ơi. Không ai bán cái mã này 58.000 đâu, mã 38 cho em này, còn một chiếc xả nốt cho em. 35 bao nhiêu nhỉ? 38 cho em, trời ơi đói đói gọi là run cầm cập luôn. 58.000 quá xuất sắc, hàng Quảng Châu cao cấp cho em, 38 cho em, nhanh tay thì còn nhá. 38 này, cực kỳ đẹp luôn, 38 chốt cho em này. 58.000 thôi, quá xuất sắc luôn, nhanh tay của em này. 58.000 cho em chốt cho em Tú. 38 cái này để cửa hàng mẹ bán được không nhỉ? 38 cho em chốt cho em này, Nhi Nguyễn có hàng này. Nhi Nguyễn cho em có hàng này, chờ anh chốt thì đến mai nha. Lên tiếp cho em mã đi Tú, lên tiếp cho em mã đấy đi. Nhi Nguyễn, chị Nhi Nguyễn này, Nhi Nguyễn nhớ là chọn hai sản phẩm cho em, không phải ông chửi em, giết em mất luôn đấy mọi người, giết em mất luôn đấy. Anh đưa cho em cọc nó đi anh. Đưa cho em cọc đi để bán nào. 38 hết cho em, 58.000 thôi, chất rất đẹp. Nhớ là chốt cho em hai sản phẩm, ông này ông giết em mất luôn đấy. Combo cho em này, hai cái này vừa bán vừa tặng cho các chế luôn. Ba cái luôn này, vừa bán vừa tặng cho em luôn, hàng rất đẹp. Combo luôn này, chia sẻ mạnh tay lên cho em, mỗi chị chia sẻ 5 lượt thôi. Combo cho em này. Một cái áo màu xám cho em này. Mã này mặc với chân váy cực kỳ phê luôn này, chất rất mềm mà nhẹ nhá. Mông tuy cho em này. Cái áo màu nâu thì khỏi nói luôn. Ba cái cho em luôn, vừa bán vừa tặng cho em luôn này. Chất rất đẹp luôn này. Màu nâu thì quá là đẹp rồi, mặc với váy thì cực kỳ xinh luôn này. Ba cái vừa bán vừa tặng cho em luôn. Hôm nay duy nhất là hôm nay cho em. Mọi người nhớ là phải chia sẻ livestream mạnh tay lên cho em. Mã này ba cái cho em này, màu này thì cực kỳ xinh này. Nói chung là ba cái vừa bán vừa tặng cho em luôn này. 100.000 ba cái cho em, 100.000 ba cái cho em, chất rất đẹp. Riêng cái áo này bình thường nó bán 60.000 rồi. Riêng cái áo này bán 60.000 cho em này, chất phê chưa? 100.000 ba cái duy nhất ngày hôm nay cho em. 100.000 ba cái cho em này, chốt cho em mã này 100.000 ba cái. Nhi Nguyễn xin số điện thoại Nhi Nguyễn cho em này. 100.000 ba cái cho em, nhanh tay thì còn các chế. 100.000 ba cái cho em này, chất siêu phê luôn này. 100.000 ba cái cho em, cực kỳ đẹp luôn. 100.000 ba cái, trời ơi trượt rồi, đẹp quá. Mã ba mấy đấy? 39 cho em này. Anh của em cái này, cái áo nó ướt rồi. Sao ướt rồi? 39 được rồi. 39 chốt 39 cho em này, cực kỳ đẹp luôn này. 39 chị Vân Nguyễn cho em này. Alo 37 chứ. 39 Vân Nguyễn đúng không? Ok 39 chị Vân Nguyễn cho em. 100.000 ba cái, trời ơi. Ok 100.000 cho em, mọi người nhớ là chia sẻ livestream mạnh tay lên cho em nhá. Không hôm nay ông em mới không chốt đơn bình thường, không chốt đơn lạ đâu, lên cọc cho em đi Tú. Đấy này, gần đây này, em bán nốt mấy đống này luôn. Cái áo này cũng sale cho em này. Áo này áo nỉ cho em này, cũng sale cho em luôn, còn có mấy chiếc này. Áo nỉ cho em sale luôn cho em này, 55.000 một cái. Riêng nỉ thì mọi người mặc thoải mái vô tư, quá đẹp luôn này. Nỉ nhà em thì ôi thực sự là nhiều lúc vào cái shop thấy nỉ người ta bán 250 mà mình xót xa, màu xám thì quá đẹp rồi này. Nỉ bán cho em này, sale cho em luôn 55.000, chia sẻ lên cho em nhá. Đây mọi người nhìn này, nỉ đẹp không? Quá đẹp luôn, áo nỉ này mọi người đặt 10 năm không bay không xù luôn. Duy nhất ngày hôm nay cho em bán 55.000. Nhớ là chia sẻ lên giúp em nhá. 40 chốt cho em này, chia sẻ lên cho em nhá. 40 này, chia sẻ lên cho em này. Bộ của em là chia sẻ lên cho em, 40 cho em 55.000. Không ai bán mã này 55.000 đâu ạ. Còn mấy chiếc em bán nốt cho các chế thôi. Trời ơi, còn có mấy chiếc không ý. Mã này chốt cho em này, 3 chiếc luôn. Đẹp xuất sắc luôn. Mã 40 cho em, Ngọc Lùn có hàng, Nhi Nguyễn có hàng này. Đẹp lắm luôn này, Nhi Nguyễn cho em này. 55.000 cho em này. Mã 40 Ngọc Lùn cho em này.
Ngọc lùn cho em này. 55.000 cho em này. Đẹp lắm luôn này. 40 chị Nhung cho em mã này hết luôn. Đẹp xuất sắc luôn này. 40 chị Nhung cho em này. Đẹp xuất sắc luôn. 40 cho em chị Nhung này. 40 chị Nhung cho em. Chị Nhung cho em này. 55.000 riêng nỉ này mọi người mặc áo cực kỳ phê luôn này. Mọi người chia sẻ mới bán giá rẻ nha các thế. Đây mã này lên tiếp cho em này. Vừa bán vừa tặng. Ủa đẹp quá. Nỉ con chim cánh cụt này. Hàng hãng nguyên tác cho em này. Nỉ con chim cánh cụt cho em này. Riêng nỉ nha em thì khỏi phải nói luôn. Hai cái này vừa bán vừa tặng cho em luôn. Đây, hai cái đều đẹp cả luôn cho em. Đẹp lắm mọi người. Nỉ này nỉ bông cho em này. Chất rất là đẹp. Nỉ này mọi người mặc thành, nếu chị nào thấp mặc thành phong dáng váy quần leg jean rất đẹp này. Nỉ hai cái này bán cho em 101 hai cái luôn này. Cực kỳ đẹp. Nỉ con chim cánh cụt này. Eo ơi. Hai cái nỉ này cho em rất là đẹp. Nhanh tay thì còn mọi người mua một cái ở ngoài 185.000 luôn cho em. Hai cái 101 thôi nha mọi người nhá. Hai cái 101 thôi. 41 cho em, 41 cho em này. Mọi người kêu mạng kém quá, mai đổi mạng luôn. Mà 41 cho em, mạng chắc là bị sập luôn đấy. 41 cho em này. 101 luôn hai cái. Áo rất đẹp luôn. 41 cho em. 41 cho em. 41 cho em này. Đẹp xuất sắc luôn. 41 cho em. Toàn mã xinh ơi là xinh luôn. 41 cho em này. Siêu phẩm. 41 Trần Chi cho em có hàng. Trần Chi có đơn. Ok, 41 thì Trần Chi cho em có đơn đấy. Lên tiếp cho em len nhá. Lên hai cái len luôn cho em này. Đây, hai cái này là hai cái quá hot của em rồi. 101 thôi. Mà 42 cho em này. Lên cọc cho em, lên cọc gì đấy. 42 cho em một cái áo nơ màu xám thì cực kỳ đẹp rồi đây. Nơ này. Một cái áo nơ này em không mặc nữa cho các chế. Màu nơ quá đẹp luôn, là một cái áo tím này. Hai cái này hôm nay lên chia sẻ lên cho em 100.000 hai cái luôn. Tím rất đẹp này. 100.000 hai cái cho em một cái áo nơ một cái áo tím này. Cực kỳ phê luôn này. 100.000 hai cái cho em, nhanh tay thì còn các chế 100.000 hai cái. 42 cho em. 42 cho em 100.000 hai cái ạ. 42 cho em này. 100.000 cho em này. Rất đẹp luôn này. 42 cho em này, 100.000 hai cái cho em này. Đẹp xuất sắc cho mọi người. 42 cho em, nhanh tay thì còn ạ. 42 cho em. Đưa Phương còi luôn cho em này. Mã 42 cho em này. 42 cho em. Phương còi à, Phương Sugar. Ôi. 42 cho em này. Cực kỳ đẹp. Hai đều là hai cái chất mặc ấy luôn, rất là đẹp luôn này. Ok này, chắc chắn mua hàng chốt cho em không xả đổi trả giúp cho em nhá. B Ruby cho em này. Mọi người nhá, B Ruby hết cho em luôn. Anh đưa em một cái mã của Phương Sugar đi ạ. 100 đúng không? Ừ. Có hai cái thôi. Đây cái này còn ba cái xả nốt cho em này. Dạ vét cho em còn ba cái nốt xả nốt cho em này. 80.000 một cái luôn này. Hôm nay duy nhất ngày hôm nay luôn này. Dạ vét chị nào hôm nay mua hàng quá là chốt luôn. Nhưng em chỉ áp dụng xem bao nhiêu chia sẻ cho anh ấn nó thấy là có ra đấy. Đây. Mọi người nhá, chia sẻ lên cho em này bán 80.000. Trời ơi, dạ vét khách buôn còn không có giá đấy luôn ạ. Khách buôn còn không có cái giá dạ vét là 80.000 đâu ạ. Khách buôn còn không có đâu. Khách buôn là 100.000 hết bởi vì em chỉ bán trên. Mọi người nhá, chia sẻ lên cho em mã này. Là bao nhiêu đấy ạ? 80.000 luôn ạ. Dạ vét này mọi người tầm khoảng ở dưới 50 cân mặc cho em này. 43 cho em 80.000 này. Và 43 cho em dạ vét màu kẻ thì quá là hot rồi. Không ai bán cái mã này 80.000. Thực sự luôn mọi người, mua hàng thùng còn không có ấy ạ. Hàng thùng đây là hàng nguyên tang mát cho em này. Mã 43 cho em này, 80.000 này, dưới 50 cân cho em nhá. Dưới 50 cân cho em. 43 chốt cho em 80.000 một cái dạ vét này. Dạ đẹp lắm luôn. Khách buôn không có giá này. Khách buôn mà xem livestream thì đừng chửi em nhá. Đây. 43 chốt cho em nhanh tay này, còn 3 chiếc này. 43 chốt cho em này. 80.000 cho em này. 43 này. 80.000 cho em này. Đẹp xuất sắc luôn. 43 nhanh tay cho em. Không có cái giá này luôn. Em áp dụng các tình yêu chia sẻ livestream cho em nhá. Chắc chắn mua hàng hãy chốt cho em, đừng chốt cho vui mồm mà khổ thân em nhá. 43 chốt Hạnh Nguyên cho em này. Chắc chắn mua hàng hãy chốt cho em ạ. Mọi người nhớ là chốt dùm hai sản phẩm giúp em nhá. Để em đi đâu này, Hạnh Nguyên cho em. 43 anh Tuyết Nguyễn này. Anh Tuyết Nguyễn cho em này. Anh Tuyết Nguyễn cho em này. 43 này. 43 chốt cho em này, một chiếc duy nhất là hết này. Rất là đẹp luôn. 43 Hạnh Nguyên có hàng, 43 anh Tuyết Nguyễn có hàng cho em. Chị nào chưa được 43 comment nhanh tay 43 cho em. 80.000 một cái dạ vest này. Ok mọi người nhá, cái dạ này của cái màn. 43 chốt cho em một người cuối cùng nữa là hết này. Đẹp xuất sắc luôn. Em một cái kéo quá. Đây là đơn khách này. Không nghe kỹ cân nặng này, mùi nghe kỹ cân nặng của em. Anh Tuyết Nguyễn có hàng nhá. Nếu là mã này chỉ áp dụng các tình yêu chia sẻ livestream thôi. Vừa cái dạ này thì quá xuất sắc luôn. Đây dạ dài cho em. 43 chốt cho em. Dạ này đẹp quá luôn. 43 chốt chị Nguyễn Hương cho em này. 43 chị Phương Nghiêm đi. Phương Nguyễn Hương, chị Nguyễn Hương mặc đẹp ấy. Dạ vét chị Nguyễn Hương mặc đẹp này. Phương Nghiêm đơn sau cho em nhé. Đây. Combo dạ cho em này. Đây này, đơn khách bom cho em này. Dạ thì quá đẹp luôn này. Dạ này mọi người mua tặng thì cực kỳ đẹp luôn này. Form dáng Phương cho em nhé. Dạ này cho em cực kỳ đẹp này. Mọi người mua cái dạ này em tặng luôn mọi người cái áo len. Rất là đẹp luôn này. Mua cái dạ tặng luôn cái áo len cho em này. Đây. Áo len này em chốt nó là dáng váy len cho em nhé. Mua cái dạ tặng luôn cho em cái váy len này. Mã này chốt cho em này. Phương Nghiêm cho em đúng không? 43 Phương Nghiêm này.
43 Phương Nghiên cho em. Đây. Còn bán với giá của nó mua thì còn đang 95.000 đấy, 43 Phương Nghiên cho em. Dạ này bán 150.000 cho em, mọi người đi tặng. Dạ này cô nào mà form to cho em này, dạ này chất rất đẹp luôn. Dạ này chốt cho em mua một dạ 150.000 tặng một áo len luôn. 57-60 cân cho em, 57-60 cân cho em. Chị nào may mắn thì mua nhanh tay có hai cái nhá. 60 cân, 55-60 cân cho em. Nhớ hộ em là 55-60 cân cho em nhá mọi người. Ok, nhanh tay cho em này. Dạ này anh đúc vào túi cho em. Có hai cái dạ chị nào 44 đúng không? 44 đúng không? Được. Mỹ Hoàng Nguyễn cho em một cái này. 44 Mỹ Hoàng Nguyễn cho em này. Chị nào nhanh tay thì được tặng một cái áo len nhá. Mỹ Hoàng Nguyễn được tặng một cái áo len này. Còn chị nào không nhanh tay thì mua cho em này. Xả 42 chị Biribi biết ngay là chị Biribi chốt hàng này. Nhớ hộ em với chắc chắn mua hàng cho em này. Ok 44 này chốt cho em này. Mỹ Hoàng Nguyễn này. Chị Trần Chi thì được free ship cho em nhá. Mỹ Hoàng Nguyễn được tặng này 150.000 này, còn chị Trần Chi comment Trần Chi free ship cho em. 44 chị Trần Chi cho em này. Chị Biribi ơi. Xả hơi nhiều đấy. Từng có chốt xong rồi xả cho em, thực sự em không muốn cáu đâu mọi người. 44 Trần Chi free ship cho em nhá. Ok Trần Chi cho em 150.000 mà áo dạ còn được free ship luôn này. Ok Biribi là mã nào đây ạ? Mã này rất đẹp luôn này, 42 bao nhiêu người chốt không được ạ. Một áo nơ cho em combo này có 100.000 nó đáng bao nhiêu đâu ạ. 100.000 một áo nơ cho em này. Comment lại 42 cho em này. Nhớ là đừng có dạ thì nhiều mã mọi người nhá. Dạ thì nhiều size mọi người. Đừng có chốt rồi xả giúp em này. Cái áo tím này rất đẹp này. Ai nhận cái ba tím này của em này 100.000 hai cái thôi mọi người nhá. Rất là đẹp này. Nhớ hộ em là chắc chắn mua hàng hãy chốt cho em. Dạ là vừa bán vừa tặng cho các chế rồi đấy. Đừng nhận. Đừng nhăn. 42 cho em này, mọi người đừng chốt rồi xả. Trời ơi, 42 bao nhiêu người chốt luôn. Chắc chắn mua hàng hãy chốt cho em 42. Hết áo dạ rồi, Lưu Hà Châu ơi, có áo dạ đỏ cho chị Lưu Hà Châu một cái này. Áo dạ đỏ lên cho em một cái, Lưu Hà Châu này. Size to cho em. Em mua mấy khi nào được free ship. Cậu cười lên đi, ức chế lắm. Trời ơi, chốt xong rồi xả mà 42 này. Ai nhanh tay cho em. Chị bị nhầm, ok, nhưng mà chắc chắn giúp em nha. 42 cho em. Quỳnh ơi, dạ cho tớ 3 cái. Phạm Thúy Anh ơi, cậu mua size bao nhiêu, inbox cho tớ nhá. Trời ơi, nhanh tay cho em. À, em hỏi là cái dạ được đầu ấy. Dạ nào nhở? Cái dạ được mình lấy ít ấy. Nhớ không? Dạ đen, dạ đỏ ấy. Còn, dạ đen, dạ đỏ còn. 42 này, chăng nhanh tay 100.000 cho em. Combo 100 em cũng đã đi rồi nha, combo rất đẹp luôn này. Chắc chắn mua hàng hãy chốt cho em, trời ơi. Ờ, thôi biến, trang biến. 70 cân mặc được thì Trần Chi, 70 cân thế em để cho chị cái phong 70 cân, lấy cho em cái phong 70 cân đi Tú. Trần Chi này, lấy cho chị Trần Chi cái phong size 70 cân cho em. 70 cân. Cái okay. Này là bao nhiêu cân? Cái size này xem bao nhiêu đây? Xem em mới size 40 cân là vừa. Ừ 70 cân là vừa luôn đấy. Áo dạ còn màu nào nữa không? Còn màu đen, màu đỏ, thực ra là dạ nhiều lắm nhưng em chưa sắp xếp được đâu ạ. Trời ơi 42 em thử mà các chế này. Đùa khổ thân em chưa? Lên tiếp cho em này, lên tiếp cho em áo kia đi. 42 ở vừa nãy bao nhiêu người chốt luôn? Tầm size M và L ok. Mã này giống như đầu tiên chị đi tặng á. Kia cho em không? Cái cọc kia cho em đúng không? Đúng rồi, cái dạ đầu tiên là cái dạ đấy. Đây. Nhớ là chia sẻ lên cho em mã này, mọi người tháo ra cho em cũng xinh nhá. Mã này mọi người tháo ra cho em cũng xinh, còn hai cái này 32.000. Thực ra là cái này rất là đẹp. Em nói thật mọi người nhìn của em này, hàng Quảng Châu nguyên tác mát cho em này, nỉ này. Mọi người không thích cái hồng ở dưới, mọi người tháo ra cho em riêng cái nỉ. Bình thường mọi người mua đã phải tầm khoảng 150 rồi. 32.000 cho em áo này thôi ạ. Nó là dáng váy nỉ cho em nhá. 32.000 cho em hàng Quảng Châu này. Form dáng rộng cho em này. 42 không nhìn thấy người nào chốt luôn, khổ thân đời tôi. Mã này 34 mấy đây cho em? 43 cho em, bật điều hòa lên. 43 cho em này. 44 cho em này. 32.000 này, nhanh tay thì còn này. 44 cho em này. 32.000 cho em, nhanh tay thì còn nha. 44 cho em. 44 cho em này. 44 cho em này. 44 cho em, 32.000 thôi. 44 nhá. 43 này Hiếu này, Hiếu Lê Vít này. 44 hàng san form rộng hàng san nhá. Hàng san nó là form size M nhưng nó là váy dáng rộng nhá. Test cho em hàng san này. Ôi đẹp lắm. Combo lên trước này. 43 là 32.000. Đây. Mã 44 cho em. Trời ơi đẹp quá. 44 một áo nỉ cho em này, một áo nỉ dáng váy cho em này. Cái này dành cho những chị nào mua cho bé Âu, chị Nhung có mua cái này cho Đức Anh không chị Nhung? Rất là xinh này. Em đọc mã loạn hết rồi. Cực kỳ đẹp này, mã này. 44 mà. Ừ thì 44 thì cứ đi 44 đi mọi người chốt mà. Nhưng đây mọi người đang chốt 44 này. Nhưng mà chị vừa nãy là chị chốt 44. Em đang đọc cái này 44 đấy. Cái gì? Mã này em không đọc 44, em đọc mã đâu. Mã này em chưa đọc mã. Em vừa mới bảo 44 xong. Em bảo mã nào 44? Chả mã nào, em đã ở mã là 44 đâu. Combo cho em, toàn nỉ đẹp cho mọi người. 44 em hết rồi, 44 hết rồi, 44 hết rồi cho em này. Lên cho em một mã này nữa đi. Mã này chốt cho em váy nỉ này. Từ từ, mã này chốt cho em mã 50 đi. Mã 50 cho em váy nỉ này. Một cái váy nỉ form dáng suông cho em nhá. Tầm khoảng 55 cân mặc thoải mái, dưới 55 cân cho em. Mã này váy nỉ cho em. Váy nỉ cho em mã 50 này, vừa bán vừa tặng cho em này, 59.000 thôi. Vừa bán vừa tặng cho em váy nỉ này, rất đẹp luôn này. Một cái váy nỉ này, mọi người nhận thì chỉ ôm mã 50 cho em.
50 cho em này, 59.000 cho em. 50 59.000 cho em, nhanh tay thì còn 350 cho em nha, 59.000 ạ. À. Cực kỳ xinh luôn, 50 cho em 59.000 này, 350 này, ok này. Trinh Thanh có hàng này. Dùng đơn. Trinh Thanh cho em ok hết cho em mã này. Lên cho em combo này, hai áo nỉ form dáng suông cho em mọi người nhá. Hai áo nỉ form dáng tổng cho em này. Hai áo nỉ đều form đẹp hết cho em luôn. Hai áo nỉ cho em luôn, vừa bán vừa tặng cho em áo nỉ này, chất rất đẹp luôn, cực kỳ đẹp này. Nỉ dáng bomber mọi người, mặc cái quần dạ cực kỳ xinh này. Bên trong lót bông cho em một áo nỉ này, một áo nỉ đỏ cho em mã 51 100.000 hai cái thôi, vừa bán vừa tặng cho chế này. Đẹp lắm luôn này, nó là dáng váy nhá mọi người. Đây. Hàng Quảng Châu full tag mark cho em luôn, đẹp xuất sắc luôn, 100.000 hai cái cho em mã 51 này. 100.000 hai cái cho em mã 51 này, 100.000 cho em, quá xuất sắc. Thực sự là vừa bán vừa tặng các chế luôn, 100.000 cho em hai cái này, nỉ dày cực kỳ luôn. Form dáng suông ngồi mặc cái quần dạ cực kỳ đẹp luôn này, 100.000 hai cái, riêng mua hàng nhà em xong rồi rồi á. Không mua được ở đâu khác luôn, 100.000 hai cái cho em bao nhiêu đây? 51. 51 này. Trần Chi cho em này. Đẹp xuất sắc luôn, 100.000 cho em hết cho em ạ. Ok, lên tiếp cho em cọc đi Tú. Đây này, còn đống này bán, thấy gì thấy thì bán cái đấy. Đây, cái này lên cho em nữa. Cái này lên cho em là ba áo khoác này, không biết áo khoác này không lô nào đâu. À, lô đắp, nhưng mà thôi, cái này cũng vừa bán vừa tặng cho em này. Lô khoác này, lô đắp cho em rất là đẹp này. Mã lô khoác này cực kỳ đẹp luôn, nhưng mà bởi vì sao? Em thấy cái của nó là, hình như là cái mã này vừa bán vừa tặng cho em, không biết là cái lô này ở đâu đây. Lô này lô đắp hay sao bán cho em cái mã này đi, 60.000 đi lô cũng được, lô này lô đắp lắm luôn đấy, 60.000 cho em này. Khoác này mỏng cho em mọi người nhá, 60.000 cho em mã này, rất đẹp này. Lỗ thì 60.000 cho em này, 60.000 cho em này. Hàng mát cho em nhá, hàng này cũng là hàng tem mát xịn cho em này, 60.000 cho em. Còn ba cái này đằng sau của nó có cúc nhá, mã này mọi người mặc váy cực kỳ xinh này. Đó, mã này mọi người mặc váy rất xinh này, còn ba chiếc cho em bao nhiêu đây? 52 cho em này, 60.000 thôi, khoác cho em này. Ba chiếc mà nhỉ? 52 cho em này, hai chiếc 52 cho em. Hàng đẹp cho em nhá, 52 cho em 60.000 này. Áo đó 55 57 cân mặc vừa đúng rồi chị ơi. Ơi 52 cho em đúng không? 60.000 cho em này. Mình là Nguyễn Thắng nhé, chia sẻ nhiều bị ẩn. Ừ ok ok, 52.000 cho em 60.000 này. Mã 52 cho em, Dung Thị có hàng này. Dung Thị cho em này, 60.000 này, ok này. Đây để cho chị Trần Sapa sẽ ép nhá. Dung Thị cho em này. 52 chị Sapa cho em có hàng, hàng mát xịn luôn ạ. 52 của một người nữa cho em này. Thúy Cao ơi hết rồi tình yêu ơi. 52 Dung Thị có hàng, 52 của một người nữa cho em hết này. Cái váy này để cho chị ấy một cái này. 85, cái váy này bán 85 đúng không? Cái váy đẹp quá, để chị Nguyễn Ngân Khánh không? Hôm qua bài dặn live stream 85.000 cho em. Thu Tô 52 hết này. Nhớ chắc chắn mọi người nhớ hộ em là xem mã mọi người mua nhá. Hết cho em này, thu tôn được 5 sản phẩm rồi nhá. Chắc chắn mua chốt cho em mọi người nhá, hết cho em mã này. Đây lên cho em nữa này. Còn hàng đẹp thôi. Đây, áo len lông cái thứ này. Đâu, cái này trong lô đắp này đẹp xuất sắc luôn. Một cái cho em này. Ủa đẹp chưa này. Một cái áo len lông crop top cho em này, rất đẹp luôn này. Một mã len lông cho em, một mã 8, hai cái này cũng vừa bán cho tặng cho em luôn. Lỗ luôn đấy, hai cái này bán là lỗ luôn này. 100.000 hai cái này, một cái len crop top xám cho em. Một cái len crop top xám cho em này, một cái len nữa là len lông này, chất rất đẹp luôn. Hai cái mã này em bán, mọi người đã mặc thì biết rồi này. Hai cái này vừa bán vừa tặng cho em 100.000 hai cái luôn. Cái màu xám kia nó giống như là kiểu nó giống như kiểu màu nâu ấy mọi người. Hai cái 100.000 cho em, rất đẹp, cực kỳ phê cho em. Vừa bán vừa tặng cho em hai cái 100.000, cực kỳ đẹp luôn. Hai cái 100.000 cho em. Mã này bao bao nhiêu đây? 53 Nhi Nguyễn có hàng này. Đẹp lắm luôn này. Hàng rất đẹp, em không thử đâu, chứ còn mã xám em mà thử thì hết nhanh cho một nốt nhạc luôn. Mã xám em mà thử thì hết trong một nốt nhạc luôn này. Bình Nhi chưa đủ đơn nhỉ? Bình Nhi chưa đủ đơn á. Bình Nhi sau cho em sang combo sau cho em. Combo này hàng đẹp quá. Đây, ôi. Đẹp xuất sắc này, một cái len cho em, một chất len này. Cái này mọi người mặc thành váy len cho em cũng được nhá, mặc với quần cực kỳ đẹp này. Mã này mọi người cho em này, có hai màu cho em, có hai cái cho em, combo này cũng vừa bán tặng cho em luôn. Nốt combo này em nghỉ nha mọi người ơi, combo này cho em cũng 100.000 hai cái, một cái áo len này. Chị nào nhỏ mặc thành váy len được nhá, mặc đẹp xuất sắc luôn này. Mọi người mặc thành váy len cho em ok nhá, mã này chốt cho em 54 cho em này, 100.000 hai cái luôn. 54 cho em 100.000 hai cái này, 54 cho em. 54 cho em 100.000 hai cái này, chắc là nốt cái này em dừng clip thôi mọi người ơi. 54 cho em, mấy giờ rồi anh? 54 cho em này, 100.000 cho em, đẹp xuất sắc luôn. Ừ, cái nào cũng muốn mua, 54 đẹp lắm, hai cái này màu cực kỳ xinh luôn. 54 cho em, 54 cho em. 54 cho em nha, 54 cho em này, 100.000 hai cái này. 54 cho em.
Mã 54 cho em nhá. Đẹp xuất sắc luôn. Lên một cái áo nó ủa cái váy này đẹp thế. Cái váy này siêu phẩm, cái áo này siêu phẩm luôn. Cái áo này chất cực kỳ xịn luôn. Đặng nào có link cho em này. Đây. Mã đỏ cơ cho tình yêu đủ đơn nhá. Mã đỏ này 75.000 cho em, chất siêu phê luôn ạ. Mã đỏ này mọi người cực kỳ đẹp. Mã đỏ này không chốt hơi phí luôn ạ. 75.000 cho em này, còn đúng một cái luôn cho em. Còn đúng một cái nữa cho em này. Mã đỏ này chất rất đẹp, 75.000 cho em, còn sót đúng một cái hàng cao cấp cho em nhá. Mã này size mọi người tầm khoảng độ từ 48 cân đến 55 cân mặc ok cho em này. Đẹp nhất cho em là mã 50 cân này. Mã 55 cho em. 55 cho em này, đẹp xuất sắc đỉnh lý nhá. 55 cho em. Rốt đốt cái này dùng clip thôi mọi người ơi, clip 30 phút thôi. 55 cho em. 55 cho em, 55 cho em. Dung thị này chốt nhanh tay luôn cho em mã 55 chứ đúng không? 55 cho em, nhanh tay nhanh tay. Vét á. Không biết là còn vét không. Mã 55 cho em nhé, 55 cho em này. Mã 55 cho em. Trời ơi, hàng đúng hàng cao ngập mặt rồi. Mã 55 cho em. Bình Nhi ơi, có như thế Bình Nhi nhá, 55 cho em này. Bích Ngọc 2. Ok, Bích Ngọc 2 cho em này. Mã này đẹp lắm luôn. Mã 55 cho em này. 75.000 này. Áo này hàng xịn của em luôn đấy mọi người. Đây lên tiếp cho em mã này, nốt mã này là dừng. Mã này cũng vừa bán cho tặng cho chế luôn. Đẹp quá. Dạ tặng cho anh kia bóc đi, có nhiều dạ. Tặng cho anh thôi rồi, mã này em dừng clip đấy các chế ơi. Dừng clip cho em bởi vì là em clip 30 phút thôi. Không nhé em mang mọi người nhìn đơn nhà em, mọi người sợ luôn. Chết rồi, mai không biết làm hàng kiểu gì đây. Đơn á, cao thành mặt rồi. Mọi người nhớ mà hẹn mọi người là buổi sau tặng em sẽ clip cho mọi người. Hẹn buổi sau là em sẽ inbox cho. Cái này là còn một cái dáng dạ mỏng này. À một cái váy dạ, dạ mỏng cho em này. Vậy dạ váy dạ mỏng cho em này, cái váy này chốt nốt cho em, vừa bán vừa tặng cho em 90.000 một cái váy dạ này. Nhanh tay thì còn này. Hàng nguyên tang mác đá rất đẹp này, 26 cho em 90.000 này. Mọi người mặc tầm khoảng 47 cân mặc ok cho em váy dạ này, không chốt hơi phí luôn, 56 cho em 90.000 này. Tầm khoảng 47 cân mặc ok cho em này, 56 chốt cho tình yêu là nốt đủ đơn này. 90.000 cho em này, 56 chốt cho em. 56 nốt váy này là em nghỉ nha mọi người ơi, 90.000 cho em rất đẹp này. Bye bye mọi người nhá. Trời ơi, nhiều mã đẹp lắm thôi mọi người. Nếu mà cách tình yêu mà có đơn một thì sang đơn chờ cho em nhá. Nhanh tay cho em các chế, nhanh tay cho em. Cực kỳ đẹp luôn. Định là clip xả ít hàng thu nhưng mà nghĩ xong rồi nhiều hàng hè quá. Ừ ok, chị Trần Võ Sapa. Vũ Thu Trang ơi, váy nỉ chưa lên được đâu tình yêu ơi. Ok ok, Bích Ngọc này. Dồn đơn hôm qua này, 56 chốt cho em, anh Kết Nguyễn dồn đơn ok. Ok các tình yêu nhá mọi người, đơn 1 thì dồn sang cho em nhá mọi người. Cảm ơn mọi người rất nhiều đã ủng hộ livestream của em ạ. Cam Samita mọi người. Mọi người đơn sau cho em nhá, cảm ơn mọi người ạ.